Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi cái clip Quang của Quang. Hôm nay để trả lời tin nhắn của một bạn. Câu hỏi này cũng rất là khá hay và Quang nghĩ rằng là rất là nhiều người cũng đang cần nghe và xem cái clip này. Câu hỏi: em nuôi hai con cùng một lúc và đang thuê lông mà ở cùng một nhà thì có sao không ạ? Đó. Thế thì để mà trả lời cái tin nhắn này của bạn ấy thì không phải là cứ viết ra vài câu là xong. Đó, thì Quang xin trả lời cái clip này như sau. Trước hết ấy, các bạn nên hiểu rằng là cái bản chất của cái con chim họa mi ấy là gì. Nó rất là máu đấu đá với nhau. Đấy, mà đè nhau đến cùng. Đấy, thì cái câu hỏi này bạn chỉ bảo là nuôi có hai con và đang thay lông thì cũng không đề cập đến cái vấn đề là có mái hay không có mái. Đấy. Thế thì bây giờ ấy, Quang xin giải thích như này để mọi người hiểu này. Nếu như hai con họa mi của bạn là hai con chim nó đã thuần, nó đã chơi tốt, hoặc là mang đi dàn đi cội nó chơi ổn định rồi, nó không còn cái bản năng tự nhiên của nó là đè nhau rồi hót to hót gắt, thì bạn có thể nuôi đến 5-7 con, thậm chí đến 10 con cùng một cái khu vực cũng được. Bởi vì sao? Bởi vì khi chúng ta, Quang đã hướng dẫn cho mọi người rất là nhiều cái clip là chúng ta luyện hót để cho chim nó bỏ dần những cái tính bản năng tự nhiên của nó đi, bỏ những cái tính hót to, hót gắt, hót đè nhau đi. Chúng ta sẽ luyện hót làm sao để nó hót êm, hót dịu, nó thành cái thói quen, rồi thì sau đó thì chúng ta cho nó đi dàn, đi cội hoặc dãi biên hoặc là đấu hót với nhau ấy. Dần dần nó chỉ êm dịu thôi, chúng ta hạn chế đấu gần dí giáp. Đó, từ xa xa thôi, dần dần con chim nó thành thói quen. Nó ví dụ như là con chim nó độ khoảng 1 đến 25 lồng rồi, nó quen rồi, nó không còn đấu đá gắt nữa ấy, thì chúng ta thậm chí có thể nuôi đến 5-7 con. Như các bạn thấy đấy, Quang đã từng cùng một lúc với Quang nuôi đến gần 10 con họa mi cùng một cái khu vực ở một chỗ, và mỗi con cũng chỉ để một tầng, hoặc là một tầng có thể để hai con ấy, thì chúng nó chỉ có hót chuyện thôi, nó không có đấu đá với nhau, thì chúng ta làm được cái điều này. Thế còn nếu như cái họa mi của các bạn ấy mà nó ở trong cái tầm mà chim nó chưa phải là cái con chim chơi được, nó vẫn chưa bỏ được các cái tính hót to hót gắt ấy, thì nếu như chúng ta nuôi hai con cùng một chỗ cùng một lúc ấy, mà nhất là đang thay lông ấy, thì nó rất là khó. Bởi vì là kiểu gì ấy, nó cũng sẽ bị những cái tình trạng là sẽ hót gắt này, hót đấu với nhau này, thì sẽ kiểu gì cũng sẽ bị một con nó sẽ bị đè. Đấy, chúng ta sẽ vô tình chúng ta sẽ làm hỏng một con đi. Đấy. Thì cái điều này thì các bạn nên chú ý đến. Đó. Thế còn thực tế ra nếu như theo cái kinh nghiệm của Quang ấy, thì nếu như chúng ta nuôi họa mi mà hai con cùng một nhà ấy, thì tốt nhất là chúng ta phải nên có một cái chỗ nào đó để dưỡng cho chim, nhất là cái lúc chim nó đang thay lông này, đừng để cho nó nghe thấy tiếng của nhau và nhìn thấy nhau. Đó. Thế còn nếu như mà chim của các bạn đấy, như trước đến giờ đề cập đến cái clip Quang đã nói ấy, là nếu như nó ở cái tầm cái tình trạng mà chim nó không còn cái tính mà bản năng tự nhiên của nó là hót gắt đè nhau, thì chúng ta nuôi cùng một chỗ được, không có vấn đề gì cả. Tuy nhiên nếu như mà chúng ta nên có hai cái chỗ dưỡng khác nhau thì là cái tốt nhất. Đấy. Và cái kênh của Quang ấy thì phần lớn là Quang làm các cái clip hướng dẫn. Đấy, sau đó thì là cũng kèm theo có cái sản phẩm cám chim họa mi. Thì bây giờ ấy, một số người cũng đang đòi mua kênh nhưng Quang không bán, thì Quang muốn giữ cái kênh này không chèn quảng cáo vào, để mà chuyên về các cái clip hướng dẫn tư vấn cho các bạn về nuôi chim. Bạn nào có câu hỏi như nào thì cứ nên nhắn tin cho Quang, thì Quang cảm thấy là cái câu hỏi nó có cần thiết để làm clip thì Quang sẽ làm cái clip để trả lời cho các bạn. Đấy. Và nếu như mà bạn nào mà cảm thấy mà chưa hiểu thì có để điện thoại cho Quang, và cái số điện thoại Quang để bên dưới đó, 0983494068, và các cái buổi sáng từ 9 giờ đến 11 giờ hàng ngày. Đó, còn các cái thời gian khác thì Quang còn phải bận là đóng cám rồi làm đơn cám để gửi cho anh em. Vâng, thì cái kênh của Quang thì chắc chắn từ giờ đến sau này, kể cả cái lượng người đăng ký có đông mấy thì Quang cũng sẽ không chèn cái quảng cáo, không cho quảng cáo vào. Thì ngoài ra thì đấy, Quang cũng có mỗi cái sản phẩm cám chim họa mi, thì mọi người nếu mà thực sự quan tâm đến ấy, cái sản phẩm cám tốt này, thì mọi người có thể mua ủng hộ cho Quang. Và đây là thực tế những cái con chim mà Quang đã từng nuôi trong 5 năm vừa qua.
Và hiện tại những con chim này Quang đang mang đi tặng cho một số anh em ở cũng chỉ có quanh câu bộ khu vực quanh nhà thì vẫn còn nhìn thấy nó. Và đây là nhận xét của khách hàng khi dùng cái sản phẩm cám chim của mình. Đấy. Mọi người cứ yên tâm về cái sản phẩm này nhé. Mọi người nếu như mà có cái nhu cầu mà mua cái sản phẩm cám chim này thì liên hệ với Quang qua cái Zalo số điện thoại 0983494068 và Quang sẽ ship đến tận nhà cho các bạn. Vâng, đây là thực tế những con chim nuôi. Vâng, thế Quang sẽ làm một cái clip riêng về cái sản phẩm cám này, hướng dẫn sử dụng này thì Quang cũng đã làm rồi. Đấy, và Quang nghĩ rằng là mọi người đã nuôi họa mi ấy thì nên dùng cái sản phẩm cám này. Bởi vì sao? Bởi vì cái giá thành nó cũng rất là hợp lý và chim nó ăn cũng không nhiều. Nó tạo ra những con chim rất là đẹp để cho các bạn nuôi thành công cái chim họa mi. Vâng, quay trở lại với cả cái clip hướng dẫn em nuôi cùng một chỗ hai con họa mi đang theo lông thì có làm sao không, thì Quang đã giải thích như thế, thì chắc là mọi người nếu như không hiểu thì làm ơn vui lòng điện thoại lại cho Quang qua cái số điện thoại đó nhé. Vâng, xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong các cái clip sau.